Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đến với video trên kênh Xuân Muộn TV của mình. Và hôm nay mình đã ghi hình ở khu vực thuộc xã Tân Sơn. Và những hình ảnh quý vị và các bạn đang được theo dõi là những hình ảnh mình ghi lại ở trên cao nhìn xuống, có cảnh của các bác bà con đang đi bán vải quý vị nha. Những hình ảnh bên dưới trông rất là đẹp và lung linh, cảnh ấy đang bị tắc đường ở một đoạn ở khu vực ở phố chợ Tân Sơn. Và hôm nay mình sẽ ghi hình và báo giá ở khu vực Tân Sơn, và đoạn đầu video này mình gửi tới quý vị và toàn thể mọi người cùng biết cảnh mua bán vải của bà con qua góc nhìn từ trên cao nhìn xuống. Và trong buổi sáng hôm nay thì bà con đi bán thì cũng khá là đông vải, bởi vì bây giờ đang thời điểm chính vụ rồi. Thứ hai trời mưa nữa, bà con là bắt buộc phải đem vải đi bán sớm, mà không thì sẽ bị thối rất là nhiều. Và những hình ảnh quý vị và các bạn đã được xem thì mình ghi hình ở phố chợ Tân Sơn quý vị nhé. Và tí nữa mình sẽ đi báo giá và chia sẻ cho bà con cùng biết về giá vải ở khu vực Tân Sơn trong buổi sáng ngày hôm nay, xem là giá cả thế nào. Mọi người đến với video trên kênh Xuân Muộn TV của mình thì thấy những video mình hữu ích. Và những ngày mới đến với video thì nhớ đăng ký cho kênh, xin một đăng ký. Và cảm thấy những cái video mình hữu ích và bổ ích thì nhớ cho một like để kênh mình ngày càng phát triển. Một lần trên cảm ơn mọi người đã xem cái video của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, xin chào quý vị các khán giả thân yêu của kênh Xuân Muộn TV của mình quý vị nhá. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới tốt lành, thật nhiều niềm vui và bình an trong cuộc sống. Vâng, hôm nay mình ghi hình ở khu vực Tân Sơn. Và cái điểm đầu tiên ở đầu video này mình thuộc ở cái khu vực này gọi là làng Hà Tân Sơn quý vị nha. Đường đây là đường quốc lộ 279 về Đồng Mỏ. Đây xuôi về đằng này là về Đồng Mỏ quý vị nhá. Đây là từ đây đến đất Lạng Sơn có mấy cây thôi, còn sang Đồng Mỏ đâu chục cây. Và ở đây thì bắt đầu từ đây thì có nhiều điểm cân rồi. Bây giờ thì cũng có khá là nhiều điểm cân giải rác ở khu vực Tân Sơn này, thì dọc giải rác quý vị nhé, cũng nhiều cái điểm cân và xe cốc rất là nhiều. Và khu vực này cách cái khu vực chợ Tân Sơn khoảng hơn một cây, hơn một cây số. Hôm nay mình ghi hình ở đây thuộc làng Hà Tân Sơn. Và hôm nay mình ghi hình ngày hôm nay là ngày 27 tháng 6, hôm nay mới là 27 nhé, hôm qua mình nhầm, qua là 26, hôm nay 27. 27 tháng 6 2023, còn âm lịch thì ngày mùng 10 tháng 5 quý vị ạ. Vải giờ ra khá là nhiều, cho nên mình sẽ xem bạn này mua được giọt này giá cả ra làm sao đây. Hả? Xem nào, mình sẽ xem bạn này trả giá thế nào nhá. Các bạn đến với video kênh Xuân Muộn TV của mình thì nhớ cho xin một đăng ký kênh quý vị nhá. Cảm ơn. Để những video hữu ích thì cho một like. Và giá này 11.000 à? 11.000. Vải 11.000 các bạn. Vâng, hình ảnh lúc này đang là 5 giờ 25 phút quý vị nhé. Thời tiết thì âm u, bởi vì mấy ngày gần đây nó đã trời mưa. Vâng, đây bạn này thì mua khoảng 11-12.000 là nhiều quý vị ạ. Tí mình sẽ ra đến khu vực ngoài chợ ngoài kia quý vị nhé. Mọi người xem video thì nhớ xem mình những cái giải một chút để mới biết rằng là giá vải nó từng nơi nó làm sao như thế nào. Đây đây thì có một số điểm cân ở đây thì bao nhiêu rồi anh? 13 nhỉ? Đây 13.000 quý vị. Anh bán 13.000 vải đây đây. Mười ba nghìn hàng miền Nam, hàng đi miền Nam trong nước thôi nhá. 18 ở đây thì hàng miền Nam cân hàng giá chung chung quý vị nhá. Cái 13 không bùa. 13.000. Rồi mình sẽ
tí sẽ di chuyển dần ra khu vực ngoài kia nhé. Ở đây thì giá chung chung hàng miền Nam thì khoảng 12-13 nghìn là cao đây, còn từ 11 nghìn, có thể là tầm khoảng 10 nghìn người ta cũng mua. 12 chưa bán. Đây 12.000 quý vị đấy nha, phải mình quay cận cảnh này. Rồi mình sẽ di chuyển vào cái khu vực bên trong đó, quý vị nha. Mỗi chỗ mình sẽ quay một đoạn, mọi người nhớ xem cái video của mình dài dài thì mới biết những điểm này điểm kia ở khu vực nào thì mình nói địa điểm đó. Mình sẽ di chuyển về đằng chợ quý vị nhé. Dừng lại ở đây một chút để xem bà con bán ở đây xem thế nào, vải ra hàng chợ hay là hàng gì đây. Đây mình nhìn này chắc là hàng sấy. Tám nghìn quay đầu. Vâng, lên đây hôm nay đi mình ghi. Tám nghìn bán ngay, cứ 8.000 bán ngay. Thế thì đi bán 11 đi đi không? 11 đằng kia à? 8.000 bán không? Đây bà này em mua vải hàng chung chung quý vị nhá, hàng chợ. Mình mua đi chợ ấy sấy hả chị? Vâng, hàng chung chung 8.000, mua lên 8.000 này. Vâng, bạn ấy mua giá hàng chung chung hàng chợ quý vị nhá, là 8.000 thôi. Đấy, các bạn em ghi sổ. Các em. Đây có các bác đang bán đây. Bán xong rồi cho lên xe luôn. Bán vải đó. Vâng, chào các bác. bán đây hả? Bán đây. Hàng chung chung được mấy nghìn này. Vâng, có tí về em đăng luôn buổi sáng đấy ạ. Cho nó nóng. Đây có bác đi bán vải thì bán được 9.000. Dượng nhà cháu không hợp hết rồi chị. Đồng rau dưới kia có điểm cân cao. Rồi mình sẽ mỗi điểm mình sẽ quay một chút, mỗi nơi mình sẽ quay một chút nhá. Thanh Hà. Thanh Hà rẻ hơn này. Thanh Hà có bán 15. 12.000 2 cân. Rồi mình sẽ di chuyển đi tiếp những cái địa điểm khác ở bên trong các quý vị nhá, bởi vì ở đây là rất là nhiều điểm, mỗi nơi mình quay một chút để mà cân cùng mọi người cùng, vâng mọi người cùng biết là điểm này điểm nọ nhá quý vị nhá. Nào mình sẽ tiếp, vừa quay rồi, nó mười mấy thôi quay rồi. Nào mình sẽ tiếp tục di chuyển lên bên trên này quý vị nhá. Bên trong này thì rất là nhiều xe cóc. Đi vào trong chợ vẫn là khu vực gần chợ vẫn là tập trung đông nhất quý vị nhé, tập trung đông nhất những người mua bán ở trong đấy. Ở đây có một điểm shop bên ngay đây, mình sẽ dừng lại và mình hỏi số bà con đang chờ bán ở đây xem thế nào đây. Đấy ở khu này thì cũng khá là nhộn nhịp quý vị nhá, giải rác đây. Vâng, chào anh em. Sẽ dừng xe đây, mình quay một chút ở đây quý vị nhé. Đây chưa cân à? Đang chờ. Đây hàng Trung Quốc hay miền Nam đây? Trung Quốc. Giá cả thế nào nhỉ? Nó chở lên nó đã cân đó. Chưa cân à? Chưa cân chưa biết.
Vâng, mình sẽ di chuyển tiếp đây. Mình đứng ở đây một chút nhưng mà người ta chưa cân. Chưa đánh giá ra sao. Đây, mình sẽ vào bên trong này một chút, là càng tiến gần chợ thì càng nhiều điểm cân, cũng như là càng nhiều bà con đến bán. Xem nào, mình sẽ dừng lại một chút. Đây thuộc làng Hà, vẫn thuộc làng Hà Tân Sơn các bạn. Đâu xem nào. Đây các bác có phiếu bán rồi, làm sao đây? Mấy nhỉ? Ừ. Chào anh. Và ở đây cân lên xe thôi quý vị ạ. Đây thì cân lên xe thôi, cân hàng lên xe đây. Hàng vừa vừa đây, không biết là giá làm sao đây, mình xem là hàng vừa vừa đây. Hàng mình được bao nhiêu đây? Em đâu lâu lắm rồi từ đầu vào người này. Đây chiếu đây. Sống được. Sống được à? Vâng, 9.000 đấy ạ, quý vị ạ, mọi người vải, anh bán giá 9.000 vải hàng chung chung thôi, cảm ơn anh nhá. Vâng, 9.000. Đây 8.000, mình vừa nghe anh ấy bảo là 8.000 vải như thế này. Đấy, vải năm nay thì cũng đa phần là cái vải xấu thì nhiều hơn. Vâng, đây mình sẽ tiếp tục mình di chuyển lên cái ngay bên này có một cái chỗ cân đấy, chắc là cũng là hàng chợ, hàng xô, hàng sấy. Em chào anh nhá. Vâng, anh mua cái loại gì đây? Mua vải sấy. Sấy à? Quốc. À. Vải sấy, anh mua vải sấy, vải sấy mua anh cho bà con được mấy nghìn anh? Từ 9 đến 10 mua đi. À. Đâu, vải đẹp đẹp này mình xem. Hỏi một số anh em đang bán. Có phía được bao nhiêu rồi anh? 10 à? Ừ. Đây, cái hàng sấy được dễ bán đây. Thôi 10.000 dễ bán. Rồi nhìn anh em nó biết tự bốc ra nên là biết là dễ bán rồi. Đúng rồi. Ừ. Đây anh em đây hàng sấy người ta mua rất là dễ nhá. Đó, anh em mà khiêng xuống là tự bốc ra. Để cho xe ra anh ơi. Đấy, anh mua hàng sấy nên là tốt cho bà con đấy. Mua giá cao cao. Ừ. Còn... Vâng, quả to đây này. Hàng sấy. Này, anh mua hàng sấy cũng mua đến 10.000 quý vị nha. Vâng, quả to thì cũng mua đến 11.000. Rồi, của bác này được 10.000 hay hơn. Quáng to vết nhỉ. Vâng. Này được 10 đồng không? 10 đồng. Ừ. 10 đồng. Vâng, thưa quý vị, và cái điểm này là điểm cân hàng sấy nhá. Cho bác anh ấy cân hàng sấy, cũng hàng to quý vị nhá. Mình xem trong sổ thì cứ toàn 90.000 đến 11.000. Rồi mình sẽ di chuyển nữa lên bên trên xem nào quý vị nhá. Rất là nhiều người mua đây các vị ạ. Giá vải ở đây thì nó cũng chung chung khoảng từ 8.000. Hàng xô hàng chợ thì khoảng từ 8.000. Rất là nhiều người. Rất nhiều xe. Bà con rất là dễ bán các vị nhá. Cứ thô vải ra là bán. Cái tình trạng ép vải không có các vị nhá. Chỉ quan trọng là về giá cả thôi. Giá cả thì giá cả chung rồi, đâu cũng vậy thôi. Tại thì giá cả nó đang nằm ở cái mức vải sấy từ 8.000. Xuất khẩu thì nó sẽ cao hơn rất nhiều quý vị nhé. Xuất khẩu Trung Quốc thì mới có giá cao, còn ở trong nước miền Nam thì nó chỉ rơi vào khoảng 11-12.000 thôi. Đây cũng có những cái điểm cân nhưng mà con bán ngoài kia hết rồi. Buổi sáng sớm nó cũng cân được khá nhiều, do mình tiếp tục di chuyển vào khu vực bên trong gần chợ quý vị nhá, để xem thế nào. Nhiều rồi đây thuộc phố
phố chợ rồi, địa chỉ phố chợ, đầu phố chợ đây. Lúc này thì đây xe hàng chợ này thì cũng chắc là giá chung chung. Hàng chợ được bán được bao nhiêu? 11 à? Tí đổ, tí lại đổ. Và hàng chợ thì giá chung chung thôi, khoảng 90.000. Nào mình tiếp tục ra đằng phố chợ ngoài này để xem thế nào trong buổi sáng ngày hôm nay các vị nhé. Nhiều điểm cân ra, bà con ra đây cũng ít, không có quá là nhiều vải. Bến xe Tân Sơn này các vị, đây này, đây bến xe Tân Sơn này đang cân ở trong cái bến xe này, đây có bác này còn 52 cân này, mình sẽ dừng lại một chút ở đây xem thế nào các vị nhá. Chào em cân vải dụng nhá, đấy có em cân vải dụng rất là xinh tươi này. À, đây cân được khá nhiều, cho nên mình sẽ xem bác ở trong này. Anh, cái gì đấy? Quay phim. À, lúc nào được nhiều tiền ở anh, Thanh Hà anh. Thanh Hà đó. Thanh Hà hình như không có điểm chính nào đâu, toàn chợ nhung nhằng thôi. Lắc đầu. Vâng, mình vẫn dừng để xem mọi người trả giá đây nhưng mà lại chưa thấy. Người mua họ trả của mình được bao nhiêu anh? 12 à? 12.000. Vâng, đây ở cái bến xe Tân Sơn quý vị ạ. Bến xe Tân Sơn, một xã vùng cao của huyện Lục Ngạn. Đây, địa chỉ đây quý vị nhé. Đây, địa chỉ đây, thuộc phố chợ Tân Sơn. Đây, người ta cũng cân khoảng 10.000 quý vị ạ. Rồi xem nào, mình sẽ di chuyển lên sâu bên trong rồi xem nào. Vừa nãy bán được bán. Bán ngoài kia 17. 10 mấy? 14 à. Rồi xem nào. Đây có điểm cân nhưng mà cân giá cả ra làm sao. Anh vâng, ở đây rất nhiều điểm cân, mình sẽ lui dần về đằng chỗ chờ để xem thế nào. Ra đây cũng thấy thưa thưa thôi, chắc là nhiều nhiều các điểm cân. Ở chợ Tân Sơn vâng, vải trong khá là ít quý vị ạ. Hôm nay thì đường là dễ đi. Đây là khu vực ở đây tập trung tập kết đông nhất đây rồi.
Vâng, và ở đây đang bị tắc đường một chút rồi quý vị ạ. Đây ô tô đây, ô tô xe máy đây. Rồi mình sẽ ra ngoài này xem nào. Cái này người ta trả mình được bao nhiêu rồi anh? Chín mươi nghìn này. Giá 11 à? Không được 12. Đây mình xem bán đây đang trả giá đó. Đều thế mà không được 12 á. Bây giờ lại chín quá. Vâng, mình sẽ đi xem một số để ở ngoài này xem nào. Ôi bà con đang vất vả một chút đây rồi. 11, 12, 10.000 tùy theo. Sợ là camera á. Sợ lắm à? Vâng. Vâng. Ba mươi quấy à? Sao lại mình tự nhìn mình nó khác người à? Có nghĩa là đến lúc mình tự nhìn mình nó lại khác ở ngoài mà. Sao cái điện thoại này như là béo ra? Nhưng mà mình béo thật chứ còn thế nào nữa? Nhưng mà vừa cũng không béo là quá. Vâng, mình sẽ ra khu vực ngoài này một chút quý vị nhá. Bà con đang bị mắc kẹt ở đây một chút đây này. Vâng, một số sao anh em mày không cân sao ngồi thế này nhỉ? Đang chờ. Tắc đường à? Vâng, ở ngoài này tắc đường một chút rồi quý vị ạ. Vâng, ở khu vực này thì mình đứng từ nãy cho một chút thì cũng đang bị tắc đường như quý vị nhá. Đây thì đang tắc đường ở đây, mình cũng loay hoay mãi mà chưa ra ngoài kia được. Mình tiếp tục mình sẽ ra khu vực ở đằng ngoài này để quay chia sẻ. Bán bao nhiêu rồi? Chưa bán à? 10.000 chưa bán. 10.000 chưa bán á? 10.000 chưa bán. Vâng, vậy trong buổi sáng hôm nay thì cái công tác mua bán thì cũng thấy không được nhộn nhịp cho lắm quý vị nhé, chắc là do giá cả. Giá cả thì như ngày hôm qua này thấy một số ở vùng dưới thì bảo là nó hơi hạ nhiệt một chút rồi. Thấy ở khu vực này thì không thấy sôi động cho lắm quý vị nhé, mức độ không thấy sôi động. Đó, em mua vải. Mua hàng gì đấy, hàng chợ, hàng sấy. Sấy à? Vâng, em mua hàng sấy quý vị ạ. Hình như không thấy điểm nào đâu, toàn nhùng nhằng kiểu thế thôi, hàng xe chợ thôi. Còn cái điểm thì không có điểm sao đâu. Hả? Quay bà con một chút nữa. Anh bán được bao nhiêu? 15 à? Vâng, em bay chơi tí thôi. Quay đoạn giữa này. Bán ra tay đâu? Hả? Em bay cho vào túi rồi. Vâng, em ra ngoài này một chút để xem bà con bán ngoài này thế nào đã. Vâng, thế là mình tiếp tục ra khu vực ở ngoài này để xem bao nhiêu chưa bán này. 14 à? Ôi Thanh Hà to đẹp quý vị. Đây vải Thanh Hà đây. Vâng, khu này đang bị tắc một chút ở cái chỗ ngã ba này lên thế này. Vâng, công tác mua bán thì ở vùng cao này thì thấy khá là chầm lắng.
tải cũng khá là nhiều. To kìa, trên 10 nhỉ. Bao nhiêu? 8.000. 6. Vâng, giá vải thì ở đây thì mình chưa thấy một điểm nào cân cao quý vị nha, toàn hàng chung chung bình thường thôi. 8-9.000. Có tí về. Kêu gì trả về. Vâng, đây bà con còn đang chờ đây, chưa thấy điểm nào phân. Mua cái loại cái bao nhiêu? Cái loại này trung bình tháng 6 là giá 15 nhưng mà hàng Việt Nam nó giá 12 luôn. Anh ơi, tiến lên một tí được không? Bác bán nhỉ? Đây, vải này Việt Nam nó giá 12, tháng 6 nó giá 15/15. Bán vải bao nhiêu mà chưa bán? 8.000 xong lại trả lên 10.000. Nhưng mặt chưa tính bán. Giờ là đang bị tắc đường. Ở đây hình như không có điểm nào cân cao hay sao nhỉ? Ngoài kia ở cái chúng ta ba người ngay ngoài đấy làm gì nhiều cao đấy đâu cao mà nhà. Vâng, bà con trong buổi sáng ngày hôm nay thì giờ đi bán đang gặp một chút khó khăn quý vị nhá. Có đâu đi thì rén là được. Cái cho em bây cái đấy vào trong túi rồi đây. Vâng, đây bà con một số chưa đi bán được đây quý vị. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? 6:15 rồi quý vị ạ. 6:15 rồi nhưng mà chưa được. Chưa bán được phải một số bà con đấy nha. Mấy túi này không lấy à anh? Sáu lắm. Sáu lắm, nhưng mà anh bán được bao nhiêu? 10.000. 10.000, 10.000 mà thế này cũng loại ra. Tàu nhỏ cái đéo nào ấy. 10.000 mà vẫn loại ra. Nó phải là cao lắm đâu nhỉ? Ê, 10. Vâng, vải đây thì không thấy hàng đẹp, mình chưa thấy điểm nào cân hàng cao. Ôi giời ơi. Mấy đồng à? Anh ơi vào đi, anh ơi vào đi. Hạt số mẹ. 10.000 hàng số á? Ngon. Nếu mặc xanh đấy nó có. Ship xịn 10.000 quý vị ạ. Vải đây anh bán có 10.000 thôi nhưng mà hàng đông sốt. Vâng, đây một đang tắc đường khá là khó khăn xe ô tô đây quý vị, đây này bà con cũng phải chờ đây. Vâng, có vẻ chắc là giá vải không được cao lắm nên ra bà con đi bán nó khó hơn lúc nào cũng vậy quý vị ạ. Đây xe cốc này tầm khoảng 8.000 thôi. mười mấy nghìn rồi. Chưa bán cho bao nhiêu đây rồi? Phiếu trước cho bao nhiêu rồi?
18 chưa bán đấy. Mình mua cao nhất được bao nhiêu hả bạn? 15 anh ạ. 15 mà. Từ 10.000 trở lên à? Cho bác bao nhiêu? Vẫn giá là 14. 14 á? 14. 14k. Vâng, bà con cứ phải chờ thôi. Bên quân tỏa mới lại là Duông đấy. Anh đọc cho em số. Ơi. Vâng, khó khăn quá quý vị ơi. Ở đây thì bà con lại chưa bán được. Tôi sẽ mắc kẹt mấy cái xe này. Hả? Chỉ lượn ra đây thôi, không có đi đâu đâu. Quay xe tắc mà quay làm gì? Thì quay giá cho bà con nhưng mà lại chả ấy. Toàn thấy rừng không cái này. Vâng, đang tắc đường rồi. Vâng, thưa các bạn, bà con đang bị tắc đường ở đây một chút đây. Ngồi ngắm nghía với nhau luôn. Chết dở rồi. Bác cầm phiếu đây bao nhiêu tiền? 80.000. Bà này cân 8 đồng cho em, phải 1 tiếng vẫn chưa về được. Đây này, xin xin xó xó này chết rồi. 1 tiếng nó về được đâu. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Giờ không biết di chuyển kiểu gì. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đang bị tắc đường rất là khó khăn đây. Không thể ai dẹp đường nhỉ. Vâng, đang bị tắc đường đó quý vị ạ. Mình muốn di chuyển nhưng mà rất là khó khăn. Xem nào. Tắc đường để em xem bên này. Đấy, to đẹp này thì bán đấy à? Sao anh? Vẫn chưa bán được à? Chờ cân. Chờ cân ở đây à? Bán gì à? Mười mấy? Bán. Và đây điểm này cân hàng cũng thấy toàn hàng hàng to thì đang dừng cân ở đây. Đây. Rồi ok, cảm ơn nhá. Mua vải bao nhiêu tiền đấy? Xe này à? Đây toàn hàng đẹp đẹp, hàng đẹp đẹp này cho bán không nhỉ? Này á? 16, 17 anh ạ. Vâng, đúng rồi. Các bác đang chờ bán này xem nào. Cái này bao nhiêu đây? 15. Thế thôi. Nhưng mà bán như thế này là dễ. Hả? À, mày lão kia, cứ tưởng nhặt ở trên kia cơ. Cứ tưởng là nhặt ở trên đó.
Vâng, đây giá 15.000 quý vị ạ, mình thấy cao khu vực này. Đấy, xe cóc nhiều lắm đây. Nhưng mà giá thì chợ nó chung chung thôi, nó không cao. Anh mua hàng cao không? À. Úi dồi, úi dồi. Từ 10. Từ 10 à? Để dọc đấy. Vâng. Đấy lại không lấy hết. Anh mua hàng đông xốp à? Sấy à? Sấy à? Sấy này là mua giá hơi cao. Nhưng mà anh mua quả to thì mình bán được cao hơn. Nhưng mà chưa chắc đâu. Nó còn đang đoán giá rồi. Nhưng mà chắc là cũng bán, thấy có cái lò sấy ngay cạnh nhà mà là tạm thời thì gần như là đang hòa và đang nhích lên một tí, chẳng có thể nói thế trái với sao. Dân giá cao lắm, bây giờ dân giá cao lắm. Ít nhất thì khoảng là 9, 10, 11 thì hàng nó mới đẹp được. Đúng thật. Có là 7, 8 thì hơi hiếm. Nhưng mà anh thì cân cái này to, cái này là quả to, chẳng có nói gì là cái mã năm nay nó không đẹp thôi. Quả to rồi. Phải ra đấy thì nó mới đẹp được, bây giờ giá kia là khó cân lắm. Đúng rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại đang về tắc đường ở đây nhé, trời còn đấy sắp mưa rồi, tối rồi. Vâng, mình sẽ có lẽ sẽ dừng cái video của mình tại đây thôi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi cái video của mình trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.